Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin khoe vũ khí Bắc Kinh mộng bá quyền, dương ảnh tập Trung Quốc chỉ vĩ nhân. Vâng, trong thời gian ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10, các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc Trung Quốc tổ chức duyệt binh nhân dịp 70 năm ngày độc lập của Trung Quốc, và điều đó đã dẫn đến những lo ngại rất lớn đối với các nước xung quanh khi Trung Quốc phô diễn lực lượng quân đội, hải quân, không quân và những cái lực lượng khác rất lớn và dường như có ý đe dọa những nước xung quanh. Và hôm nay chúng ta chứng kiến buổi diễu binh tại thủ đô Bắc Kinh đánh dấu 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và hình ảnh chúng ta có thể thấy trên khán đài đó là việc Trung Quốc Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm Đảng Cộng sản thống trị. Trung Quốc đang tổ chức các sự kiện xa hoa để đánh dấu 70 năm kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, Mao Trạch Đông hay Chủ tịch Mao tuyên bố thành lập Trung Quốc sau khi lực lượng Cộng sản giành chiến thắng trong cuộc nội chiến đẫm máu. Trung Quốc hiện đại kể từ đó và đã phát triển với tốc độ phi thường, nhưng cũng là một trong những quốc gia hà khắc nhất thế giới. Đây là nội dung một bài báo được đăng tải ở những trang mạng truyền thông quốc tế đã ghi rất rõ và cụ thể, cũng như ở trong nước. Tại Việt Nam thì nội dung đã được đăng khác đi, và đấy là điều mà các bạn cũng nên tham khảo những trang quốc tế khác như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài RFI, Đài FA hoặc Thời báo DE và một số trang truyền thông độc lập ở nước ngoài. Và truyền thông quốc tế gọi đây là cuộc phô diễn cơ bắp của Bắc Kinh trước Mỹ và các nước trên thế giới. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ trên trang truyền thông quốc tế tiếp tục đăng tải, đó là việc Trung Quốc, Bắc Kinh phô trương sức mạnh, ghi dấu 70 năm chế độ Cộng sản. Đây là hình xe bọc thép trong lễ diễu binh mừng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2019. Trung Quốc ghi dấu 70 năm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với một cuộc biểu dương lực lượng tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Tên lửa đời mới, xe tăng hạng nặng, chiến đấu cơ siêu thanh, máy bay tự hào được phô trương để quảng cáo cho những tiến bộ công nghệ hiện đại trong bối cảnh phong trào dân chủ tại Hồng Kông đang nổi dậy. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ, và truyền thông trong nước tại Việt Nam cũng đã đăng tải một số hình ảnh tương tự như vậy, nhưng nội dung thì hơi khác. Và Việt Nam đã không tham dự buổi mừng quốc khánh này tại Bắc Kinh, mà chỉ gửi điện muộn định mừng và cử Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới tặng hoa Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội hôm 26 tháng 9 vừa qua mà thôi. Và hình ảnh các bạn có thể xem trên trang của báo Chính phủ ở tại Việt Nam đã đăng là Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc tối ngày 26 tháng 9 năm 2019. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba và phu nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo một số bộ ban ngành địa phương Việt Nam cùng đại diện đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tới dự. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là ông Vương Đình Huệ đến tặng hoa của Đại sứ quán Trung Quốc, nhưng Việt Nam đã không cử đoàn sang Trung Quốc để dự buổi lễ này tại Bắc Kinh ngày hôm nay. Cũng đúng vào ngày quốc khánh Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh lại điều đội tàu Hải Dương thăm dò 8 Hải Dương 8 vào lần thứ 4 để xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ đã đi và khảo sát liên tục trong thời gian vừa qua như chỗ không người. Điều đó nói lên rằng Việt Nam hiện nay đang rất nguy hiểm, và gặp những đối thủ như Trung Quốc thì thật là khó, vì Trung Quốc như các bạn đã biết có tiềm lực quốc phòng rất lớn. Và chúng ta có thể thấy hình ảnh đã được chia sẻ, biểu đồ đường đi của chiếc tàu Hải Dương 8 này là cập nhật ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2019. Hải Dương 8 đã đi xuống với tốc độ 5 hải lý một giờ để thực hiện tuyến thứ 2 của khu vực khảo sát. Thứ tư mới sẽ có từ 4 đến 5 tuyến khảo sát như vậy. Đây là còn tàu Khánh Hòa của Việt Nam số 01015 đang theo sát tàu của Trung Quốc. Và hình ảnh này các bạn cũng không thấy đăng ở trên báo chí ở Việt Nam, mặc dù nó rất nguy hiểm và nghiêm trọng với tình hình Việt Nam hiện nay. Và chúng tôi xin để sát lại, cũng như các bạn có thể tham khảo trên trang Twitter của nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam, thì ông cũng thường xuyên cập nhật và đưa thông tin mới nhất về tình hình đội tàu Hải Dương 8 và tàu hải cảnh Trung Quốc đang đi trực tiếp trên vùng biển của Việt Nam, và lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng như quân đội Việt Nam không thể làm gì để ngăn cản được cái sự việc này của Trung Quốc đang diễn ra ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần 3 tháng qua. Và hành động ngang nhiên này của Trung Quốc khi họ đưa ra lực lượng lớn quân đội cùng vũ khí hiện đại để khoe khoang tại Bắc Kinh đã gây lo lắng cho các nước liên bang,
trong đó có đặc biệt là Việt Nam. Hiện nay với chính sách đa phương hóa, Hà Nội ngày càng thể hiện gần gũi với Mỹ, kể cả về vấn đề hợp tác quốc phòng. Và hình ảnh gần nhất các bạn có thể xem đã được một số trang báo ở trong nước cũng đã đăng tải và báo quốc tế đăng, đó là thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ. Ngày 27 tháng 9 năm 2019 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Daniel, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đoàn Cục Kế hoạch, Chiến lược và Hoạch định Chính sách Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhân dịp đoàn sang dự tham vấn quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, Thiếu tướng Stephen, Cục trưởng Cục Kế hoạch, Chiến lược và Hoạch định Chiến sách Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã thông báo kết quả tốt đẹp của buổi làm việc giữa đoàn Cục Kế hoạch, Chiến lược và Hoạch định Chiến sách Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam. Theo đó, hai cơ quan đều thống nhất cao trong việc xây dựng lộ trình kế hoạch nhằm thúc đẩy thực hiện chương trình hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước đã được xác định trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thì như vậy các bạn đã biết là cái kế hoạch hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam đã được xác định và đã được cập nhật và được thông qua. Và đây là cái báo cáo của ông trưởng đoàn. Đây là điều rất đặc biệt và cũng rất mới của Việt Nam. Và đương nhiên với những thông tin như thế này thì Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội theo dõi rất sát và có bộ phận tình báo ở đó. Họ sẽ báo cáo về Bắc Kinh và họ sẽ không vui vẻ gì khi Việt Nam hợp tác với Mỹ. Nhưng đây là điều cần thiết của Việt Nam trong lúc này để bảo vệ chủ quyền đất nước trước cái sự xâm lấn của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và khi Trung Quốc bắt đầu đạt được thành tựu về công nghệ, về kinh tế thì họ đã đầu tư rất mạnh cho ngân sách quốc phòng, tăng liên tục trong nhiều năm qua. Cụ thể vào năm 2019 là năm nay, Trung Quốc đã bỏ ra trên 170 tỷ đô la để đóng mới tàu chiến, chế tạo tên lửa và các trang thiết bị cho các binh chủng của mình và đe dọa an ninh cũng như đe dọa những nước xung quanh rất lớn khi mà họ có lực lượng vũ khí khổng lồ này. Và đây là hình ảnh gần gũi nhất các bạn có thể xem là chiếc tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống cùng chiến đấu cơ của Trung Quốc đang tập dượt trên biển vùng biển của gần giữa các đảo. Và như vậy Trung Quốc đã đầu tư rất lớn về quốc phòng, và Việt Nam của chúng ta với ngân sách rất thấp thì cũng sẽ rất khó khăn. Và ngay ngày hôm nay chúng ta cũng đã chứng kiến trong cái buổi duyệt binh của Trung Quốc, họ đã trưng ra những loại tên lửa rất hiện đại, đó là tên lửa đạn đạo Đông Phong và những cái tên lửa Đông Phong 41 có tầm bắn tới 14.000 km và có thể mang đến 10 loại đầu đạn hạt nhân cùng một lúc. Và những tên lửa này thì có thể đánh gần như tất cả các mục tiêu ở trên thế giới. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ với sự nguy hiểm khi Trung Quốc đầu tư rất lớn vào quốc phòng và đem đến cái sự bất an cho các nước lân cận, trong đó có Việt Nam. Và trong khi đó thì Việt Nam chỉ bỏ ra có hơn 5 tỷ đô la để mua sắm và trang bị cho quân đội trong tài khóa năm 2019. Thì như vậy với ngân sách quốc phòng Việt Nam thì chỉ bằng một số lẻ của Trung Quốc mà thôi. Và kể từ năm 2017 thì Trung Quốc sẽ chấm dứt việc để cho quân đội làm kinh tế, tập trung sức chiến đấu. Nhưng quân đội nhân dân Việt Nam vẫn phải làm kinh doanh, bán sim điện thoại cùng các dịch vụ kinh tế khác để tự nuôi bản thân và đóng tiền vào ngân sách quốc gia. Thì đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ của quân ủy. Đây là hình ảnh của quân ủy Trung ương Trung Quốc và đứng đầu là ông Tập Cảnh Bình. Và họ cũng nói rằng trên trang của quân đội Trung Quốc ghi rất rõ là thông tin cho thấy tháng 11 năm 2015, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố các hoạt động không thiết yếu như bệnh viện và khách sạn quân đội phục vụ dân chúng sẽ bị dừng hoạt động. Tháng 5 năm 2017, Quân ủy Trung ương Trung Quốc thông báo sẽ chấm dứt mọi hoạt động kinh tế của quân đội để tập trung vào việc bảo vệ đất nước. Và đây là hình ảnh như vậy, và đây là trang của Trung Quốc và họ đang rất rõ điều này. Và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những điều này cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Và với việc quân đội Trung Quốc tập trung vào quốc phòng thì rõ ràng là họ có lợi thế hơn Việt Nam rất nhiều. Không những về mặt tiềm lực quốc phòng mà về mặt tập trung thì họ cũng đã dành cái nguồn lực đó tốt hơn cho cái việc phát triển vũ khí. Và đấy là cái đe dọa rất lớn cho Việt Nam. Và trong buổi trình diễn quốc khánh Trung Quốc, chúng ta đã thấy hình tượng rất đặc trưng của những nhà độc tài, phát xít hoặc cộng sản. Họ luôn in to hình ảnh lãnh tụ và bê đi điện diễu hành. Và chúng ta đã chứng kiến hình ảnh rất rõ. Đây là Trung Quốc phô bày uy lực và bộ mặt độc tài nhân dịp lễ quốc khánh lần thứ 70. Đây là tiêu đề một bài báo tại nước ngoài đã đăng chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình trong lễ diễu hành trên quảng trường Thiên An Môn nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Và chúng ta thấy rất rõ
là bức chân dung khổng lồ này đã được in ra và được đưa đi để tung hô. Tất nhiên cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng đã chứng kiến tại Việt Nam thì những cái nước cộng sản như vậy họ vẫn đưa những chân dung là những người tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam lần thứ 70 cũng giơ cao ảnh lãnh tụ cộng sản. Đây là hình ảnh mà các bạn cũng thấy rất rõ, tại Việt Nam họ cũng in ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh ra và đem đi để tuần hành. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt mà những cái nước văn minh, dân chủ, tự do không bao giờ làm, nhưng mà chỉ có những độc tài như phát xít hoặc là cộng sản thì họ mới ưa dùng những hình ảnh này. Và dường như họ nghĩ rằng là in ảnh to thì nhân dân sẽ tin yêu hơn, nhưng thực sự thì lại không phải như vậy, thậm chí rất phản cảm. Tại Việt Nam thì thường vẫn có phong tục là chỉ bê ảnh khi người đó đã quá cố và qua đời mà thôi. Điều này các lãnh đạo tại Việt Nam cũng nên xem xét lại cái cung cách của mình mỗi khi có diễu hành hoặc diễu binh. Và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng vô cùng bực tức và tiết lộ nguy cơ Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều khó khăn cùng một lúc, như cuộc chiến thương mại với Mỹ, biểu tình tại Hồng Kông, tranh chấp tại Biển Đông với Việt Nam và nhiều nước khác, vi phạm nhân quyền khi bị cáo buộc giam giữ hàng triệu người tại Tân Cương, Tây Tạng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã thốt lên trong bài diễn văn như sau: không một lực lượng nào có thể làm lung lay vị thế của Trung Quốc hoặc ngăn cản người dân và đất nước Trung Quốc tiến lên. Đây là cái điều của ông Tập Cận Bình đang rất tâm đắc, và chúng ta hãy chờ đợi điều đó xem sao. Và trên thế giới chỉ còn lại vài nước theo mô hình chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản như Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên, Venezuela, thì gần như tất cả đều đang đem lại cái đau khổ cho người dân. Họ bị mất tự do, cầm tù và trấn áp, đe dọa khi thể hiện chính kiến của mình. Điều này đi ngược lại với tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc mà chính các nước này đã ký kết. Đây cũng là những nước mà môi trường bị hủy hoại, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt và tham nhũng tràn lan. Hàng triệu người đã lâm vào cảnh yếu thế trước một chính phủ không phải do người dân bầu ra, và Đảng Cộng sản cũng chẳng phục vụ nhân dân như họ vẫn thường ca tụng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại bình luận để chúng tôi có thể cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn trong thời gian sớm nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.